Xin chào quý anh chị và các nhà đầu tư. Ở hôm nay thì chúng ta sẽ bay Flycam về một cái lô đất rất là lớn, có diện tích lên đến 610m2, tọa lạc tại phường Thảo Điền, quận 2. Cái lô đất này này các anh chị, nó có cái view nhìn trực diện ra sông Sài Gòn. Và đây được xem là một trong những cái lô đất hiếm hoi, có diện tích lớn và có cái giá trị rất rất lớn, đang chào bán tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, với giá đang chào bán là trên 130 tỷ. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Tiến theo số điện thoại 0983 383 509. Còn bây giờ chúng ta cùng hướng vào màn hình để xem những cái hình ảnh từ góc quay Flycam trên không về toàn cảnh khu biệt thự Thảo Điền, quận 2 và view sông Sài Gòn như thế nào, và cũng như là những cái hình ảnh ở dưới mặt đất về vị trí mà bất động sản đang chào bán cho quý khách hàng và các nhà đầu tư nắm cơ bản sơ qua về thông tin chào bán như sau. Đây là cái mặt trước của lô đất của chúng ta. Lô đất của chúng ta có diện tích là 610m2. Từ cái mép vào tường bên này, dày qua bên kia là 16m và chiều dài là 38m nha anh chị. Pháp lý sổ hồng chủ chính, sẵn sàng giao dịch ngay. Đây được xem là một trong những cái lô đất biệt thự có diện tích lớn và có cái giá trị rất lớn đang chào bán tại thời điểm tháng 5 năm 2023 là trên 130 tỷ. Nếu quý chị và các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm một lô đất xây biệt thự có cái view nhìn trực diện ra sông thì đây được xem là một trong những cái lựa chọn hàng đầu tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cái vị trí bất động sản chúng ta chào bán thì nó nằm ở trên trục đường Nguyễn Văn Hưởng. Đây là cái khu cầm bao Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng xóm của chúng ta là toàn là những người nổi tiếng và những người giàu. Đây được xem là một trong những cái lô đất có cái view tiếp giáp sông Sài Gòn. Đẹp, thực sự rất đẹp quý anh chị ạ. Thì lô đất này thì chúng ta có thể là mặt trước chúng ta xây biệt thự, phía sau nhà chúng ta phần tiếp giáp sông chúng ta có thể xây hồ bơi và tạo cái cảnh quan sân vườn có cái view nhìn trực diện ra sông, cũng như làm bến du thuyền. Hầu hết các biệt thự tại đường phường Thảo Điền, quận 2 tiếp giáp với trục đường Nguyễn Văn Hưởng thì hầu hết là biệt thự view sông đều có du thuyền có quý anh chị. Như những thước phim trước đây thì Tính sẽ đưa góc máy quay ở trực diện vị trí xung quanh vị trí bất động sản đang rao bán, cũng như là những góc quay Flycam bay từ trên không để cho quý khách hàng và các nhà đầu tư có nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn, và qua đó có nhiều cái tư liệu để phân tích, nghiên cứu và xem xét vị trí bất động sản này nó có phù hợp với khẩu vị mua bán của mình hay không, cũng như có phải là đây là một cái lô đất mà bấy lâu nay quý anh chị và các nhà đầu tư tìm kiếm để xây một cái tòa lâu đài hoặc là biệt thự mà có cái view nhìn trực diện ra sông Sài Gòn. Thì đây được xem là một trong những cái lô đất nó thỏa các tiêu chí view sông và có đường kính chiều ngang lên đến 16m và chiều dài 38. Tổng diện tích đất được công nhận là 610m2, pháp lý sổ hồng chuẩn chỉnh, sẵn sàng giao dịch ngay. Đây được xem là một trong những cái lô đất tọa lạc tại trục đường Nguyễn Văn Hưởng. Trục đường Nguyễn Văn Hưởng là các quý anh chị đã biết rồi, thì đây là một cái tuyến đường có nhiều các tòa nhà chung cư cao tầng cũng như là các công ty và các khu biệt thự tiếp giáp sông nhiều nhất. Và đây là cung đường có giá trị bất động sản cao bậc nhất tại khu vực quận 2, phường Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý anh chị thực sự quan tâm đến cái lô đất có diện tích là 610m2 này thì hãy nhích máy gọi cho Tính theo số điện thoại 0983 383 509 để Tính có thể set up cho các anh chị một cái cuộc hẹn, có thể là đi xem đất và đàm phán. Đây là cái view sông Sài Gòn nha quý anh chị. Thì Tiến sẽ làm thế nào để lột tả những cái video chào bán sản phẩm trên kênh YouTube Tiến Villa để cho quý khách hàng và các nhà đầu tư có nhiều cái góc nhìn hơn và có thêm cái tư liệu để phân tích và quyết định mua cái sản phẩm này đối với mình nó có phù hợp hay không. Thì qua phim ảnh làm thế nào để Tiến truyền tải những thông điệp chào bán bất động sản trong thời gian tới cũng như là xuyên suốt thời gian tới, làm thế nào để cho quý anh chị và các nhà đầu tư có một cái góc nhìn đầy đủ hơn, chi tiết hơn, rõ ràng hơn
về các khu dân cư và các bất động sản trong tương lai tôi sẽ chào bán trên kênh. Hy vọng rằng qua thước phim này cũng mong tìm kiếm cho quý anh chị và các nhà đầu tư một cái lô đất biệt thự xây nhà theo đúng ý mong muốn của mình. Và qua đây thì tính cũng muốn tìm kiếm cho mình nhiều khách hàng hơn qua cái phim ảnh này. Nếu quý anh chị thấy video tính hay cũng như là hữu ích, hãy cho tính một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video trong thời gian tới. Hy vọng rằng tính sẽ có duyên kết nối được các quý anh chị và các nhà đầu tư trong tương lai. Và biết đâu được mình sẽ có nhiều cái duyên hơn trong thời gian tới qua phim ảnh cũng như là chào bán những cái siêu phẩm tại quận 2 nói chung, tại trung tâm Sài Gòn nói riêng và các khu vực lân cận quận 7, quận Phú Nhuận, quận 10 và quận 3. Nếu quý anh chị mà quan tâm ký gửi nhà đất cũng như là quay video có thể liên lạc cho Tính theo số phone 0983 383 509 để Tính có thể bố trí lịch và sắp xếp đi khảo sát cũng như là có quay phim hay không. Một lần nữa thì Tính xin dừng cái phần bình luận lại ở đây, mà Tính sẽ chốt lại cái phần mô tả thông tin bất động sản đang rao bán một lần nữa rồi mình sẽ đóng video này lại. Bất động sản đang rao bán với cái giá là trên 130 tỷ đồng với tổng diện tích đất được công nhận là 610m², trong đó chiều ngang mặt trước của lô đất là 16m và chiều dài là 38m, pháp lý sổ hồng chuẩn chính, sẵn sàng giao dịch ngay. Vị trí bất động sản đang rao bán tọa lạc tại trục đường Nguyễn Văn Hưởng thuộc khu Cầm Bao An Ninh Tuyệt Đối, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một lô đất có diện tích rất là lớn, hiếm hoi còn sót lại tại cung đường này với cái view nhìn trực diện ra sông Sài Gòn thì rất rất hiếm, rất quý anh chị ạ. Nếu mà anh chị thì quan tâm và cũng như là muốn đi khảo sát thực tế và muốn có một cái cuộc hẹn với chủ nhà chủ đất này thì hãy gọi ngay cho Tính theo số điện thoại 0983 383 509. Hy vọng rằng qua video này một mặt nào đó giúp ích được cũng như là mong muốn tìm kiếm được cho quý anh chị và các nhà đầu tư một cái lô đất xây biệt thự có cái view sông Sài Gòn. Và đây là thực sự là một cái lô đất không thể bỏ qua, một cái cơ hội cực kỳ tốt với cái view sông nhìn trực diện. So sánh với những cái sản phẩm cùng loại và những cái tòa lâu đài cũng như là biệt thự có view sông thì tại khu vực quận 2, phường Thảo Điền, trục đường Nguyễn Văn Hưởng thì đang rao bán từ cái mức giá là 260, 285, 300 tỷ một căn với diện tích tương ứng. Đây thực sự là một cái cơ hội không thể bỏ qua quý anh chị ạ. Hy vọng rằng qua cái thước phim này mong muốn là Tính sẽ tìm kiếm cho mình nhiều khách hàng chất lượng hơn và kết duyên được, quen biết được nhiều khách hàng trong tương lai. Và qua phim ảnh Tính mong muốn sẽ bán hàng tốt hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã xem video này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong vài ngày tới. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị và các nhà đầu tư. Hãy nhớ là bấm nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video trong thời gian tới Tính sẽ phát sóng trên kênh Tính Villa. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị và các nhà đầu tư.